tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn biết gì đây không? Ngân Tàng, đây nè. Đây chính là kẹo dẻo trân châu trà sữa của Nhật Bản đó. Ừ. Các bạn biết không, tớ hả? Trời ơi, tớ để dành từ rất là lâu luôn, tớ mới mua được cái này đó. Với lại hôm nay hả, tớ mua được cái này cho nên hả, tớ đâu có về nhà đâu. Tại vì về nhà nếu như mà MV động đậy mà thôi á, là chắc chắn là đấy của tớ không có cho tớ ăn đâu. Nên là tớ sẽ đi ngoài đường, tớ vừa đi vừa ăn. Thơm lắm các bạn, đây nè, đây nè. Đó, đây là kẹo dẻo nha, hình viên trân châu đó. Ngon quá à. Trời ơi, trong này có khá là nhiều đó. Mình sẽ ăn, mình để dành. Để dành bữa sau ăn nữa. Ha, thấy rồi nha. Chị Minh Mập có cái gì ha, ăn kẹo ha, giấu ha. Mình phải ra mình cướp mới được. Thấy rồi nha. Ăn cái gì? Chị ăn cái gì vậy? Hả? Chị ăn cái gì? Chị đưa cho em, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Đưa cho em, đưa cho em, đưa cho em đi. Đưa cho em. Vậy được rồi nha. Trả cho chị đi. Không. Cái này á hả? Chị để dành lâu lắm chị mới mua được, trả cho chị đi. Ủa, không trả nó rồi sao? Trả cho chị đi. Không trả nó rồi sao? Trời ơi. Trả chị đi. Không, không trả, không trả. Đưa đây, đưa đây. Em mát mẹ bây giờ, đưa đây. Đưa đây. Yeah. Oh no. Các bạn ơi, mình bị dịch mất kẹo rồi các bạn ơi. Thật là buồn quá đi. Đúng là hả, con rể có khác, không có được gì hết trơn á. Chị hai, đang làm gì dạ? Em đi đâu đây, chị đang học bài. Em xem coi làm gì hả, làm gì dạ? Đang viết bài. Viết bài hả? Ủa sao cũng... Thôi 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 em đi, đi chỗ khác đi. Có gì chơi dạ? Thì chị chưa viết tới nơi mà. Thì cho em chơi xíu làm ghê vậy? Không, vợ chị học bài sao mà chơi được. Đang làm gì á? Vẽ vô cho có... Không, 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 vợ chị không có được vẽ. Vì học bài mà. Vẽ vô cho có cái gì vẽ chứ để. Ừ. Vợ chồng không mà, để vẽ cho. Ôi, đừng làm như vậy, ôi, kỳ quá à. Vợ của chị mà. Thôi, em xem cái này. Hả, trả chị nè. Trời ơi, túi màu hồng nhìn thích ghê á. Em xem thôi nha. Ủa, thì xem thôi cho làm vô. Các bà rồi, nghĩ sao hả? Mình, mẹ lên vợ mình như vậy. Em vẽ như vậy hả, con nhau mắng thì chết luôn á. Thì xé đi. Sao mà xé được, chưa biết gì mà xé. Trời, còn cuốn nữa nè, còn cuốn nữa nè, em vẽ luôn nha. Ôi, em đi chỗ khác chơi đi, để chị học bài. Em cười quá, chị đang học bài mà. Ê, cái này cho mày cái gì dễ thương quá vậy? Cái gì vậy? Cái đồ bài của chị á. Sao, sao chơi, sao chơi? Trời, cái này không phải để chơi, cái này để chị bài của chị. Trời, bảy màu luôn nè, trời ghê quá. Em đi đâu vậy? Em đi. Các bạn ơi, mình là bị cướp đồ nữa rồi các bạn ơi. Ngay cả việc học á, mình cũng không được để yên nữa. Mệt quá. Trời, dạo này hả, nắng quá các bạn ơi. Mình hả, làm từ trưa tới giờ mệt muốn chết luôn nè. Đói bụng nữa. Nhưng mà hả, vẫn chưa làm xong gì hết. Cho nên hả, không có được ăn cơm đâu. À, mình nhớ là hôm bữa mình có giấu một ít kẹo. Hôm bữa mình mua kẹo xong rồi hả, mình ăn một miếng xong mình giấu một ít kẹo ở đây. Bây giờ mình sẽ tìm, mình ăn đi cho đỡ đói. Chắc không ai biết đâu, chỗ này à, kín lắm. Trời ơi, MV mình họ có quá trời đồ chơi đẹp luôn nè. Nhưng mà họ mình đâu được chơi đâu, mình chỉ được nhìn thôi à. Ủa, ủa, kẹo đâu? Không mua nhớ kẹo dưới này mà các bạn. Sao giờ không thấy nữa? Có khi nào hả, mình giấu đây á, họ bị MV phát hiện ra xong lấy của mình ăn rồi không ta? Bực mình thiệt chứ. Phải đi kiếm Vi để hỏi cho ra đây em được. Trời ơi, kẹo này ngon lắm nha. Không ngờ chị Minh Mập cũng có giấu mấy cái này nữa ha. Trời ơi, ngon quá à, may mà mình phát hiện á. Trời ơi, giờ ha, mình sẽ đem cái này mình đi trêu chị Minh Mập. Giờ chị ấy đang đi tìm á. Ủa thiệt chứ. Vui quá à. Mình lại nằm dưới đất vậy trời. Mệt quá, đau quá. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mình lại nằm ở đây? Trời ơi, đau quá à. Trời ơi, sao chị đụng em? Làm em tới đau muốn chết à. Trời ơi.
trên đây làm gì vậy trời? Mẹ ơi, sao mẹ lại đánh em về như vậy ạ? Ui, con gái mẹ ngã có đau chỗ nào không? Tại sao lại lăn ra đấy? Dạ thưa mẹ, con đang đi á, con nó không có nhìn thấy bị đụng vào MV cho nên là con bị ngã lăn ra mà đau quá à. Đấy thấy chưa? Tại mày đụng trúng chị mình mà, mày còn chối đúng không? Dạ thôi thôi mẹ ơi, mẹ đừng đánh em nữa. Cái này là hả, do hai chị em đi không cẩn thận cho nên bị đụng á, chứ không phải là lỗi của ai, lỗi của cả hai người đó mẹ, mẹ đừng đánh nữa. Thôi được rồi, vì chị mày xin thì mẹ tha cho mày đấy nhá. Lần sau đừng có mà ăn hiếp chị kia chưa? Đi làm việc nhà ngay cho mẹ, đi ngay. Cái con này à, Minh Mập, con lại ngồi bàn đi. Mẹ hôm nay mới đi sắm đồ nhá. Mẹ sắm rất là nhiều đồ luôn. Tiện thể mẹ mua cho con rất là nhiều bánh kẹo ngon lắm. Ngồi xuống bàn đi, nghỉ ngơi đi, mẹ lấy bánh kẹo cho ăn. Mình vẫn còn đau các bạn ạ. Sao kỳ vậy ta? Các bạn ơi, không biết là có chuyện gì xảy ra, tự nhiên hả, bà mẹ ghẻ của mình hả, thay đổi 180 độ luôn. Quay qua đánh em vì quá trời luôn, đánh đau nữa chứ. Còn mình hả, thì lại bảo là thương, xong rồi hả, còn cưng chiều mình nữa. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy trời? Mình có đang nằm mơ không các bạn? Theo các bạn á, thì chuyện gì vừa xảy ra? Đây, mẹ đi sắm đồ, tiện thể mẹ mua cho con rất nhiều bánh kẹo luôn. Đây, mẹ lấy cho con ăn cho đỡ đau nhá. Ngồi xuống. Chơi với cái đồ trang điểm này, các bạn thấy được không? Đi. Các bạn ơi, các bạn xem nè, ở đây á, tớ có rất là nhiều slam trong nè. Mới làm cách đây 2 hôm, bây giờ đã chơi được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho hết đồ trang điểm vào trong này. Tại vì á, đây là một mong ước thầm kín từ rất là lâu rồi. Tại vì mình xem ở trên mạng á, người ta cho rất là nhiều đồ trang điểm vào trong slam, đúng không hả? Từ nhỏ tới giờ mình đâu có được có đồ trang điểm đâu. Bây giờ mới có dịp đó các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái slime của mình trước nha. Đó, rất là mềm. Dẻo ơi là dẻo luôn các bạn. Đã quá.
Các bạn thấy mình là slime có hay không? Rồi, bây giờ mình sẽ mở xem đã, trong cái đồ trang điểm này có gì. Wow, quá trời luôn, cái này là gì vậy ta? Ý, đó là son đó các bạn. Wow, đẹp thật chứ. Ủa, có son màu vàng nữa ta? Ui, nó ra màu vàng các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 12 cây son tí hon này nha. Yeah. Quả trái tim này là cái gì ta? Blushing Heart Kiss Beauty. Mày không biết cái nào là cái gì hết. Mở ra xem cái này là cái gì. Ui, có cái gương nè. Đó, bên trong là sẽ có cái này nè các bạn. Đó, nó màu hồng hồng mà mình không biết đây là cái gì hết. Mà nó cứng cứng các bạn ạ. Mà nó có màu nè. Đó. Thôi kệ đi, mình cho vào đây luôn. Còn cái này, hồi nãy á, mình nói đó, nó là cái phấn mắt đó. Trời ơi, xem bao nhiêu màu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Trời ơi, đất ơi, 18 màu xài bao giờ cho hết đúng không các bạn? Cho vào đi luôn. Trời ơi, cảm giác cho đồ trang điểm vào slime hả? Đã lắm các bạn ơi. Tiếp theo là cái gì đây ta? Cái này hình như là hả? Để trang điểm lên trên mặt để chét lên á. Nhìn cho nó đẹp đúng không các bạn? Quá trời luôn, đầy rồi nè các bạn ơi. Vậy thôi, mấy cái này á, mình để bữa sau mình chơi đi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn cái slime đây. Cảm giác trộn hả? Chắc đã lắm các bạn ha. Ý, nó dính vào tay nè. Wow, đã quá các bạn ơi. Mấy cái này á hả, giống như cái cham vậy đó. Ý, móp nó rất là mềm luôn các bạn ạ. Ý, các bạn ơi, đã thiệt chứ. Cảm giác hả, được cho rất là nhiều đồ trang điểm vào đây hả, thật là mới lạ, thật là thú vị các bạn. Các bạn thêm nè, bên trong hả có những cái kim tuyến lấp la lấp lánh nữa đó, do là hồi nãy hả trong cái màu mắt nè và trong cái son á nó cũng có kim tuyến đó. Cái này đã ghê. Nhưng mà hả, cho một hồ cái tay mình hả dính hết son lên đây rồi. Thôi để đây, mình đi rửa tay cái đã. Quái lạ các cháu ạ. À.
cái đồ trang điểm cô vừa mới đi sắm sáng nay về, tìm mãi không thấy đâu cả. Đâu nhỉ? Mình để quên đâu nhỉ? Con Vy! Dạ mẹ gọi con hả? Ôi trời ơi, trời ơi. Mày, mày dám lấy đồ trang điểm của mẹ bỏ vào trong cây sờ làm này đúng không? Ôi trời ơi, cái con này. Mày còn lắc đầu nữa. Mẹ ơi, sao mẹ đánh con vậy? Mày lấy đồ trang điểm của mẹ bỏ vào đây đúng không? Sao con mày biết là mẹ mua đắt tiền đúng không?